Hello, chào tất cả mọi người nha. Chào cả nhà. Thời gian qua ở mình nó mưa nhiều quá, anh em mình không có đi lên núi được. Sáng nay anh em dự định đi núi nè, nhưng mà mưa lớn quá mọi người. Nên anh em mình triệu hồi cây nở thần của em Dương Vương. Đi sang hôm nay đi sang anh em mình làm ẩm thực miền núi nha. Đi anh em mình đi sáng giờ xài cái nở thần cũng được một ít đồ ăn rồi. Có gì tí nữa mọi người xem anh em mình làm món gì nha. Mọi người theo dõi anh em mình nha. Chắc mới ăn chơi của mình Việt nha anh em. Đẹp. Mình bịp nó là chắc. Để đi bên này que thử lọt không? Mình bịp trên đây mới bay xuống nè. Không, để bên đây lượm chắc à. Nghe cây đó mẹ. Nghe gà không? Con chim đây con chim gì chứ không phải con bị bịp không? Con bữa bán trên suối hả? Có con mới bay vào kia gặp luôn. Dù quay câu ơi. Hai con. Con cặp luôn mà bay à. Đây mọi người, sáng giờ anh em mình đi được hai con này lớn, còn một ít chim nhỏ nữa. Nãy có mấy cảnh máu mì mình, anh em mình không có quay được nha. Không có quay nhiều. Còn nỏ thần thì anh em mình cất cho để An Dương Vương lấy lại. Đây, sáng nay mình em mình cũng đi suối, cũng gần rừng rồi mọi người. Sáng nay trời mưa nha. Mới mưa xong luôn. Trời mù chắc chắn sẽ mưa nữa mọi người. Anh em mình tranh thủ làm ẩm thực núi cho mọi người xem nha. Nãy thành quả sáng giờ của anh em mình nè. Đây. Mấy con chim nhỏ đi dọc đường anh em mình làm hết mọi người. Chứ để nó hư. Có ướp tí muối ớt này nè. Anh em mình đem theo hũ muối ớt á. Ướp luôn chứ để nó hư nha. Bây giờ anh em tiến hành nhóm lửa nướng. Nói cho hồi nãy anh em mình đi mang theo sợ xăng không có, mang theo con mực cũng làm ẩm thực cho mọi người coi luôn.
Quê cho chắc đi chợ lụm được á. Mực đây là mực mực me nha mọi người. Anh em mình bây giờ xử lý nó rồi nướng luôn nha. Ngồi xuống này có mực nữa cũng lại luôn á. Anh em mình làm cục đá để nướng mực nha mọi người. Mực nướng đá. Em biết nên nóng không? Đây dĩ thiết kế nha. Mực là không chín là anh em mình thịt luôn ai dĩ. Bỏ mặt nào nướng ra mặt đây hả? Giờ kiếm củi để đốt nướng cho mau nóng. Tiếng nó bành thang trong mình bỏ đá lên đây luôn. Có than rồi nha mọi người. Giờ anh em mình bỏ lên nướng nha. Đây được 2 xiên, 6 con chim nhỏ với 2 con chim lớn. Kiếm bỏ cục đá lên. Để mình bỏ con mực lên nướng đá luôn nha. Giờ con này nướng sao? Cái đầu nhỏ thôi cô à. Ăn bỏ dĩ luôn đi. Bỏ dĩ xe xe qua một bên đó. Mực kia mình nướng đá nha. Còn ít chim thì sao? Xỏ cây nướng. Cao quá. Thấp cao vậy. Dè quá. Cái này. Ghép bên đây, ở đây đầu vô đây. Đó, có mọi người. Luôn mấy. Dằm cục than. Được 2 xiên chim với con mực mang theo. Giờ có than. Trời ơi nó chảy á. Nó kẹo cục quá, kẹo cháy cháy luôn rồi. Giờ mấy giờ đây? 10 giờ 10. Nên mình đi cũng từ lúc 7 giờ mấy á. Giờ 10 giờ 10 mọi người. Đồ đá có nóng không ta? Nên mình xử mớ chim này xong đi bóc mì quay cho mọi người xem nha. À mấy giờ ta? 10 giờ 10 mới nói xong. Đi đến đoạn này cũng gặp nhiều chim đó mọi người. Mà nỏ thần hết cung tên rồi. Đứt dây à? Đứt dây. Anh em mình săn nhiêu đó thôi. Nãy đi vô đây là gặp chim đâu nhiều lắm. Chim cu em bịp nhiều lắm. Đây, điểm dừng chân của anh em mình. Nhiều mỡ ra mọi người. Có bữa gà thôi, nhiều mỡ mới ngon. Bữa này chưa có gà. Em sẽ nhớ. Cái mỡ chim nhỏ này nó vàng luôn nè. Chim cũng chín rồi nha mọi người. Đây nè, để không? À khối luôn. Yeah. Mực thì nó chưa chín anh em mình còn để ở trên bếp á. Rồi đổ ra đây nè, cái lá nè. Đây rớt đất sao? Hả? Ok. Ăn cái nào ngấm không? Ừ. Rồi. Để trồng luôn đi. Dặn ra luôn. Chị dễ nè, nhà dễ dán muối á. Trời ơi con này mọi người. Thịt nè. Để không? Chim này chim gì vậy chá?
mời cả nhà dùng với anh em tụi mình luôn nha. Trời thật là nhà nha. Chán không? Quá đẻ luôn. Ngon. Thịt bìm bìm này, loại này thịt mềm lắm mọi người. Xương giòn quá ha. Giòn, nấu miếng hả? Coi chắc miếng không? Thơm hả? Thịt quá trời thịt luôn. Mấy chim nhỏ đẹp mọi người. Bông lửa à. Có nước, có gà uống mà. Nước lên men hả? Mình làm con chim nhỏ nha. Đó, cô quay vậy. À, quay cho nha anh em. Mời mọi người nha. Cái muối hả? Cái đầu. Thịt giòn mọi người. Xương giòn á, xương mềm, xương mềm. Thịt ngọt. Mà sao sao không? Cái đầu béo á. Tuyệt vời luôn mọi người. Đang ăn ngon à. Đường nó hớt tóc đẹp trai mày. Đây mình có xì rượu nữa hết sảy ha. Dạ lông bia. Nếu là buổi tối là đang làm lít rồi. Đùi giòn không? Xuống bên này nhai cũng xuống. Không dạ không? Chim nhỏ mà cục mề đó mọi người. Thịt không không? Sáng giờ anh em mình cũng dầm mưa đi săn mọi người. Sáng giờ đến đây mưa to. Đấy, chiều, ăn rồi, chiều, hết chiều nay mưa nữa nè. Trời mù. Trời vẫn còn mù nha mọi người. Ngồi suối. Nó cũng ăn chắc ăn cũng trái như con gì ăn rồi chứ không? Em muốn có bị bù bù không? Không ạ. Nhưng mà thấy cay, chua chua của trái cây á. Mình chắc ăn ngon quá hả? Đáng là kìa. Nó lạc mưa. Trời ăn cái đầu đang, mày ăn cái đầu coi. Ủa mày ăn mất đầu hả? Hết rồi, ăn còn đồng nữa. Ừ, đang ăn đầu ấy, khỏi đuổi thôi. Còn mình ăn luôn nha mọi người. Mày ăn đầu là mới đầu cay đó. Chiều nước mềm. Thích không ạ? Lấm cái đầu rồi, nhai cái đầu rồi. Lấm nhai cái đầu luôn đang. Đùi không ăn, ăn đầu. Cái đầu nó đâu phải ăn cũng đầu, cùng mọi người rồi.
Rồi, từ bỏ nhiều nha. Từ từ. Rồi. Thấm. Đầu béo. Đầu béo. Khó luôn. Mày à. Ăn mà nhá 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 mắt. Nè, anh em nó cho mình đây. Cách. Đây là cái ớt á hả? Thịt không á. Này của mình nè nha anh em. Rồi. Vậy là anh xuống mình ăn đầu anh để anh ăn. Mình lẫm nha. Vô bụng. Có trái tráng miệng luôn nha mọi người. Đây là cái sim. Cái nhãn rừng rồi ha đó, nói xem. Hay không? Nhãn rừng. Hồi đợt cái cây này ngay chỗ mình có nè. Cái hộp nó nè. Nó có vị ngọt, chát chát. Hơi chát nhẹ. Mấy trái tím thì nó có vị ngọt, còn mấy trái xanh xanh vàng vàng nó ngọt rồi. Được chứ. Quay lại. Bỏ ăn mực ra ăn luôn. Còn mực nữa mẹ. Ngọt quá. Cá rồi mọi người, nhiều quá. Nhỏ 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 rồi. Chắc nãy bắt nè. Mời mọi người nha, nãy con mực nó mưa lớn quá nó ở trên núi nó trôi xuống nè. Còn dai không? Còn. Phải ươm mẹ không? Ngon không? Con này dưa chắc để tủ lạnh nè. Nha. Thu ba chân. Còn giòn mà đúng không? Rồi bỏ tủ lạnh nó bỏ. Mực cũng không ngon quá. Không được, không được ngon. Bỏ thuốc lạnh nha. Tắm đắm muối nè. Vậy ăn đi, tối uống rượu khỏi ăn nội. Thôi được rồi ta ơi. Ơi. Dở quá, dở. Thật nó dở quá gì chắc gì tắt nha nè. Hay nó bị bỏ. Thôi. Để anh em quay tiếp. Thôi, cuối cùng anh em mình cũng hay xong. Cũng thử xong rồi. Giờ anh em mình xin kết thúc video tại đây nha. Chuyến đi săn anh em mình tới đây là kết thúc nha. Chào tạm biệt mọi người. Chào cả nhà nha. Bây giờ anh em mình dọn cái đống lửa này. Lại dọn mấy cây đây. Tạt nước lên. Cảm giao đang. Thôi chào tạm biệt mọi người nha. Video đến đây anh em mình xin kết thúc. Đây.